prelins on prelins on prelins on prelins on prelins on prelins on prelins. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. Xin chào mọi người, mấy bạn đến chữ Bạc Ti hả? Đúng đó, Bạc Ti. Đưa mình giấy mời đi. Nè. Chúng là của bọn mình. Mấy bạn ơi, vào đi nè. Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. A phone in affection, I summon and dub it. Why you be all in my line about nothing? Why won't you go get you a dollar or something? Don't hang with it. Nhanh vào đi nè. Sao chỉ có mấy người thôi vậy? Bọn mình đến đầu tiên đó. Ờ, mấy bạn còn lại sẽ đến nhanh thôi mà. Tụi con trai mấy bạn muốn cái gì chứ hả? Bọn mình đến dự Bạc Ti, đúng đó. Mấy bạn có vé mời chưa? Đúng rồi đó, có vé mời bọn mình mới cho vào nha. Dĩ nhiên. Chúng là bé thật rồi, không biết bọn họ lấy vé mời ở đâu ra nữa. Không biết luôn. Được rồi, xin mời vào. Vào đi. Call the pictures, dimensions. I don't what you did this. I mean it, I'm staying inside. Cause they got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I saw them, I run through the money. Mà chip, ý kiến trộm vé mời cũng hay đó nha. Nè, thế bạn làm gì vậy? Bạn sao làm vậy gì hả? Ủa, gì nè. Đây? Bọn mình đã trước mà. Các bạn muốn gì đây? Muốn gì? Bọn mình nhảy giỏi hơn mấy bạn, bạn nha. Bạn nhảy thế nào hả? Đúng vậy đó, nhảy sao hả? Đừng có cãi mình. Sao lại đến đây chứ? Bạn có vé mời hay không? Tất nhiên là có rồi. Julie, chắc trong đó lộn xộn gì rồi đó. Đi giải quyết nhanh thôi nào. Mình đi ngay. Cầm lấy nè. Bạn vào đi. A Team cho mình vào mà. Bà Trích chỉ có chỗ cho mình mà thôi. Nếu bạn nghĩ chân bạn dài thì có thể nhảy hết cả các sàn nhảy thì bạn sai rồi đó nha. Bạn có hiểu mấy chưa? Bạn định khoe mẽ trước mặt của bọn mình á hả? Mấy bạn có vé, bọn mình cũng có. Vậy làm bạn đi, được không? Diana cũng mời bọn mình đến dự Bạc Thi. Bọn mình có quyền được nhảy ở đây mà. Bọn mình chỉ mấy bạn nhảy nha, được không? Mấy bạn có muốn bị đuổi khỏi Bạc Thi không vậy? Không, không. Tất cả đều là bạn bè, có rõ chưa hả? Được thôi, được. Vậy đi. Nhảy nào. Wow, hay đó. Dừng lại. Đưa mình đã đưa cho Diana rồi. Được, vào đi. Mấy bạn ơi, được gặp mọi người trong bài tiên của Lady Diana. Mình thiệt là vui quá đi à. Mọi người chú ý một phút đi, có quy định đó. Bạn có thể làm cái gì trong buổi bạc ti chứ? Có thể tiệc tùng nè, vui chơi và nghỉ ngơi nữa. Còn không thể làm gì? Nếu mình phát hiện có ai đó hút thuốc, I was hoặc Ju-un trong phòng tắm thì sẽ bị đuổi ngay lập tức, có rõ chưa vậy hả? Không được quay lại nữa đó, có hiểu chưa hả? Không được quay, rõ chưa? Nè mọi người dừng lại đi, nếu không mấy bạn sẽ bị đuổi khỏi đây luôn đó. Thiếu mấy bạn thì bọn mình sẽ chán lắm đó. Sẽ có khiêu vũ chậm. Ồ, khiêu vũ chậm. Có Stia, chỉ có bạn mới nhảy với Chi mà thôi. Natia, tụi con trai muốn gây chiến với mình kia kìa. Chi à, thôi đi mà. Là bạn tự mình nghĩ quá nhiều mà thôi. Được rồi mấy bạn, đủ rồi. Có Stia hiểu rồi mà, phải không? À Chi mà, không ai kiếm chuyện với Chi của bạn đâu. Mọi người ơi, Bạc Ti thôi nào. Mọi người còn có thể thưởng thức bổng ngô ngon lành và nước chanh miễn phí tại quầy bar đó nha. Người phục vụ là Julie nè. Chi à, lui lại đi, đến lượt của mình rồi nha. Đến lượt của mình nha Dana, mình sẽ nhảy điệu nhảy đặc biệt của Chi cho. Nè lùi ra đi, đến lượt mình nè, để mình nhảy cho xem nha. Nhảy đi. Không được, chỉ có mình mới được nhảy thôi. Gigi này thì sao hả? Nhìn đi nè. Coi mình nhảy nè. Tiếp đi đi mà. Chi, vậy hả? Nào nhảy đi. Súng lên, súng lên. Tôi già nhảy hay lắm. Được rồi, xem tôi nhảy nè. Đến bạn kia. Hay lắm mà thầm. Nào cùng nhảy đi. Bạn ấy nhảy giỏi lên. Quá đi. Không Chi à, bạn giỏi hơn.
Yana, bạn có nghe thấy tiếng nhạc không? Có bạc ti á hả? Có ai đó, chắc chắn có bạc ti. Nhìn kìa, là nhà của Diana. Ê, họ đang có bạc ti kìa. Đúng đó, nhà rung lên luôn. Yana, mình cũng muốn nhảy nữa. Mà Russia, mình cũng muốn, mà họ không thể nào đâu. Yana, ý bạn là sao hả? Bọn mình đến vui vẻ, chắc chắn sẽ cho bọn mình tham gia thôi mà. Được, mà Russia, mong là vậy, thử đến đi. Ờ, đi thôi. Chắc họ đã nghe bọn mình đến và không muốn mở cửa rồi đó. Mà Russia, âm nhạc to quá nên là họ không nghe thấy được đó. Cũng vô nghĩa à, bọn mình nhìn qua cửa sổ đi. Được rồi. Yana, kệ đi, cứ gõ cửa đến khi họ nghe thấy thì thôi. Đúng đó, mình sẽ gõ bằng hai tay tới khi họ mở cửa, gõ đi. Đây, Diana lấy nè, lấy nè. Cảm ơn Julie. Chờ đã, có ai đó đến rồi đó. Để mình xem thử cho nha. Ok, Diana. Xin chào, mấy bạn cần gì hả? Bọn mình tới dự bạc có tí. Có được không vậy hả? Bạc tí, mấy bạn có vé mời hay là không đây? Ờ, không có. Không. Không á hả? Vậy mấy bạn không được vào chơi với tụi mình rồi. Cái gì chứ? Mệt ghê á, họ lại gõ cửa nữa rồi. Julie à, họ muốn dự bạc ti mà không có vé kia kìa. Đi nói chuyện với họ giùm mình đi. Gì? Không có vé mà đòi vào bạc ti hả? Cầm lấy. Đây nè, cầm đi. Mấy bạn muốn gì? Bọn mình muốn dự bạc ti. Julie, bọn mình cho sẽ mình vào đi. Tốt mà. Mấy bạn có vé không hả? Có. Đây nè. Đây nè. Gì chứ? Vé này dùng rồi mà. Mấy bạn đi đi, không được dự bạc ti đâu. Mình bực rồi Yana, đó. Yana, bọn mình phải làm gì đó rồi. Không đi như vậy được đâu. Bọn mình sẽ phá họ. Gọi giáo viên rồi nói cô nghe về buổi bạc ti này đi. Đúng rồi đó, cô sẽ đến và thấy Yana với bạn bè đang làm gì ở đây. Bạc ti này sẽ kết thúc sớm thôi mà. Mấy bạn ổn hết rồi, nhảy thôi nào. Wow. Mấy em cẩn thận, dẫn cô cẩn thận nha. Bọn em sẽ cẩn thận mà, cô đừng có lo. Bọn em nhìn mọi thứ hết mà. Trơn lắm đó, mấy em rất giỏi khi nói cô nghe về buổi bạc ti của Diana. Dạ, tất nhiên rồi, cô nên đến đúng nói đó, chuyện với Diana đi. Cô Tatiana Petrova, chỉ có cô mới giải quyết được. Ba mẹ bạn ấy đi vắng rồi. Ồ, tuyết rơi dịu quá. Cô cần phải che tóc của mình, không thì sẽ hỏng hết. Mấy em, cô sẽ tới đó và gọi cho phòng thanh niên rắc rối. Họ sẽ kết thúc buổi bạc ti này ngay lập tức. Tất nhiên, Diana và bạn bè của được bạn ấy rồi, thật sự là thanh niên bạc trẻ rắc rối đó. Bạc ti của bạn sẽ kết thúc thôi. Sao Artem đến bạc ti chứ? Giờ Julie đang khiêu vũ với bạn ấy kìa. Mình sẽ nói chuyện với bạn ấy sao? Bây giờ mình phải làm sao đây chứ? Diana, bạc ti của tụi mình là số 1 luôn đó. Hey, đi mà, bạc ti là của mình chứ bộ. Artem, cuối cùng bọn mình cũng hẹn hò rồi. Chi, mình không hẹn hò với bạn đâu. Không hả? Giờ mình đá được, bạn đi nè. Được, hẹn thì hẹn. Được đó. Julie, mình muốn nói với bạn cái này. Mình thích bạn. Hẹn hò với mình nha. Được không? Artem, mình đồng ý. Bạn biết là bạn có thích mình có. Không? Nói mình nghe, bạn lấy vé ở đâu ra vậy hả? Bọn mình đã trộm nó mà. Gì? Shhh. Hả? Sao Yana, chứ? Ai ở đó vậy hả? Không biết. Để mình đi xem thử cho. Cô Tatiana Petrova. Mấy em đang có bạc ti hả? Dạ đúng đó cô, mấy bạn ấy làm việc xấu ở đây. Dạ, trong đó lộn xộn lắm luôn á cô. Cô ơi, không có ai lộn xộn trong buổi bạc ti của em đâu, kể cả cô nữa đó. Em chắc chắn là cô không có vé vào bạc ti của em đâu, nên cô không thể vào. Cô không có hả? Cuộc điện thoại tới phòng thanh niên rắc rối là vé của cô đó, hiểu chưa? Dạ không. Cô ơi, kết thúc bạc ti đi cô. Dạ, cứ mấy bạn về nhà đi cô. Bọn mình có thêm khách nè.
chào cô. Dạ xin chào cô. Mấy bạn ơi, trời tối rồi, mình về trước nha. Ba mẹ mình gọi rồi, đợi mình nữa. Nhìn kìa cô ơi, trong lúc ba mẹ đi vắng, bọn họ lại ăn chơi như vậy. Đúng đó. Đúng rồi đó, còn tổ chức tiệc nữa. Cô thấy hết mọi chuyện rồi. Cô ơi, không như cô nghĩ đâu cô à. Bạn bè em đến nhà em chỉ để xem phim và ăn bỏng ngô thôi mà cô, đâu có làm gì nữa đâu. Cô ơi cô đừng tin mấy bạn ấy. Họ bọn em đã thấy qua cửa sổ rồi nha. Nhưng cô mấy không ngửi thấy gì vậy? Cả tại vì bọn mình không cho mấy bạn dự buổi tiệc thôi á hả? Mấy bạn đối xử mình vậy à? Mấy em xếp hàng đi, cô sẽ tìm xem ai hút thuốc. Cô phải tìm mới được. Bà Trích à, đi trước đi. Mình trước cho. Cô à cô ngửi hết mấy bạn đó đi, xem ai hút đi cô. Chắc chắn người cuối cùng hút đó. Ta sẽ tìm ra ngay thôi. Bạn ấy không có hút. Không có. 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 Yana, Madusha, họ không có hút, phải làm gì đây hả? Madusha, làm gì không bây giờ? Không biết nữa. Cô ơi cô gọi cảnh sát đi. Bật tay cho con nít, tới 9 giờ là không được phép. À, cô sẽ gọi nhưng mà không phải cảnh sát đâu, là phòng thanh niên rắc rối. Họ phải nói chuyện với các em đấy. Cái gì? Phòng thanh niên rắc rối? Ôi không, mình không cần đâu. Mình thích sống với bà, ba mẹ sẽ nhốt mình ở nhà mất. Như vậy mình không chịu nổi đâu. Đừng làm vậy mà cô ơi. Bình thường mà, hiện đại, vị thanh niên. Em biết gì, em cư xử tệ ở trường. Em tổ chức một buổi bạc ti mà không có người lớn. Em không được phép vậy làm điều đó. Vậy thì sao hả cô ơi? Cô sẽ làm cho buổi bạc ti rối tung lên hả? Mới chỉ bắt đầu có một giờ thôi mà. Bọn em còn chưa nhảy đủ nữa. Mới chỉ khiêu vũ thôi mà. Cô có một gợi ý. Mấy em có muốn bạc ti không? Có. Vậy cứ bạc ti đi. Nhưng mà cô sẽ trông chừng các em, hiểu chưa? Tiêu rồi. Vậy cô Petrina sẽ bạc ti với tụi mình hay sao chứ? Julia có nghe thấy không? Nghe rồi, Gigi kinh khủng. Sốc quá nè. Làm sao bạc ti với cô được đây hả? Không biết nữa Costia. Cô còn không nghe nhạc của tụi mình nữa mà. Kỳ quá vậy. Vui quá, cô vậy ở lại mình rồi. Được ở lại. Mấy em đợi gì nữa, mở nhạc lên đi. Vui lên đi mấy em. Cô Petrina sẽ nhảy hả? Đây nè, mở nhạc lên dạ, đi. Dạ, thưa cô, em hiểu cô rồi ạ. Em sẽ mở nhạc lên. Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. A phone in affection, I summon and dub it. Cause I got problems, mấy on problems, on problems, on problems, on problems, on problems, on problems, I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. A phone in affection, I summon and dub it. Mấy bạn không được ở lại đây đâu mà. Không có bé không được vào. Bọn mình đến với cô mà. Vậy thì sao chứ? Thứ nhất, bạn tố cáo. Thứ hai là không có bé vào. Nên các bạn đi giùm mình đi nha. Đi đi. Đi ngay giùm mình đi. Các bạn ơi, nhảy thôi nào. Bé nhảy 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 nhảy. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and a giddy up. Secure the baggie, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and a giddy up. Secure the baggie, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. Ooh, I've been on the flex since flex zone. Neighborhood all in your eardrums. I ain't never scared like bone crush. Boy, I got God, don't fear none. My line busy, take no calls. Feels like I don't have no flaws. Được, mình sẽ gọi cho ba mẹ nè. Nè, kinh khủng vào đi. Alo, cô vua nè. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and a giddy up. Secure the baggie, I get the bus. Pick it up, pick it up.